Nhỏ SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cõi Ca. Hôm nay các bạn cùng khám phá sự quay trở lại của One Piece. Trên tay mình là các phiên bản của One Piece tập 104 nha các bạn. Và các bạn mua sớm, khi bạn mua một phiên bản đặc biệt cộng bìa gặp hoặc là một phiên bản đặc biệt cộng bìa rơi thì chúng ta sẽ được tặng kèm một cái poster rất là dễ thương và đáng yêu. Nhưng mà cái hạt này là cũ nha các bạn, nó đã từng xuất hiện trong lịch One Piece và xuất hiện trong bìa tặng festival của Coffee Fiesta vừa rồi nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua phần bìa này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá phiên bản BR của tập 104 nha các bạn. BR sẽ được căng bóng thì phiên bản BR cũng không có quà nha. Đây khi bạn mua chung combo bản limit, bản đặc biệt cộng với bản BR hoặc bị gặp thì mới tặng quà là poster đầu tiên, còn mua từng riêng lẻ sẽ không có quà nha. Đây là bị keo bên trong nha các bạn. Đó, bị keo bên trong nha. Bị keo kiểu như tô màu các bạn, bên trong được in trên giấy shop ha, hoàn toàn chất đen, không có trang màu nào hết. Thì đối với BR này giá tiền là 25.000, nếu bạn mua chiếc khấu có thể quanh quẩn 22-23.000 tùy nơi, tùy sàn, tùy mã các bạn áp nha. Đây là một số hình ảnh tiếp theo của trận chiến nha các bạn. Đây được giới thiệu về tập 105, truyền được in gia công 20.000 bản. Nội dung của tập 4 kể về 20 năm trời nằm dưới ách thống trị của Kaido và Orochi. Liệu One Piece có được giải thoát khỏi sự khống khổ và nụ cười thật sự sẽ trở lại trên gương mặt của người dân nơi đây? Tất cả thuộc vào nắm đấm của Luffy. Sắp có hồi kết cho vở kịch One Piece, những chuyến phiêu lưu trên đại dương xanh xoay quanh One Piece lại bắt đầu. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.